Xin chào anh chị. Trong hoạt động kinh doanh của chúng ta thì việc quan trọng nhất của chúng ta đó chính là làm thế nào để phát triển thị trường. Và sau đó thì quan tâm đến việc là làm thế nào để phát triển kinh doanh, phát triển sản xuất, rồi lắng nghe được nhu cầu thị trường để định hướng và nghiên cứu làm ra sản phẩm mới. Và trong đó thì tất cả đều có một mẫu, tức là đều có một cái phần chung, đó chính là phần marketing phải mạnh. Vì khi làm marketing mạnh thì chúng ta mới có thể tiếp cận được khách hàng, đúng không ạ? Mới tương tác được với khách hàng, sau đó mới thu lại được các cái mẫu về quảng cáo cũng như là các tỷ lệ tương tác của khách hàng. Từ đó chúng ta biết được thị trường đang quan tâm điều gì, sản phẩm chúng ta đang kém ra sao, đang tốt cái gì và đối thủ đang mạnh hơn chúng ta ra sao. Tất cả đều là marketing. Và như vậy thì bất kỳ doanh nghiệp nào muốn phát triển kinh doanh thì chúng ta cần phải tìm một đơn vị marketing để chúng ta kết hợp và đồng hành. Đây là điều chắc chắn mà chúng ta cần phải có. Thì lý do tại sao chúng ta lại phải cần đơn vị marketing? Tại vì có một điều chắc chắn là anh chị thấy là chúng ta là những người rất giỏi về sản phẩm thì chúng ta lại không giỏi về marketing. Tại vì thường là chúng ta giỏi về sản phẩm thì khi mà để đi bán hàng thì chúng ta sẽ rất khó để có thể vác cái nội dung của mình và chính cái năng lực của mình đi bán. Và chúng ta không thể làm tốt được bằng người ngoài. Tại vì người ngoài họ có chuyên môn về marketing, họ sẽ hiểu là nhu cầu thị trường và sau đó đối chiếu với sản phẩm của chúng ta để đưa ra chiến lược để cạnh tranh. Còn chúng ta thì lại đi từ sản phẩm đi ra để nói với khách hàng là sản phẩm của tôi có cái gì, và từ đó dẫn đến việc là nó sẽ khó để có thể bán được và so với cả người ngoài. Cho nên lúc này thì việc của anh chị là phải tìm kiếm một đơn vị marketing tốt để chúng ta kết hợp cùng với nhau. Vậy thì một đơn vị marketing tốt nghĩa là như thế nào? Ở đây thì đơn vị marketing tốt nghĩa là đơn vị này đã phải triển khai rất nhiều hoạt động kinh doanh, và về bản chất họ phải sở hữu nhiều business do chính công ty của họ triển khai và họ phải thực hiện kinh doanh được rồi. Tại vì khi đó thì nghĩa là họ có tiền rồi thì họ mới làm marketing được. Còn nếu không có tiền mà làm marketing, thường là họ sẽ đi tiêu tiền của chúng ta và khó có thể giúp chúng ta đạt được hiệu quả về kinh doanh. Đấy là điều chắc chắn. Điều số 2 nữa là đơn vị marketing tốt phải sở hữu những chuyên gia về marketing, những người mà có kinh nghiệm từ việc đó chính là tư vấn, triển khai, đầu tư, thực hiện các hoạt động kinh doanh thực tiễn, để từ đó họ có kiến thức cũng như là có kinh nghiệm để có thể trả lời và chia sẻ với chúng ta được. Và điều thứ 3 nữa là chúng ta cần phải có một công ty marketing có những đội ngũ gần như là hoàn thiện trong các khâu kinh doanh, triển khai, đo lường, đánh giá, phân tích thống kê. Nghĩa là trong tất cả các bộ phận đấy nó phải có người để có thể thực hiện được hoạt động, chứ không phải là chúng ta lại đi kiếm một ông marketing là ông thợ về quảng cáo và sau đó thì sống chết mặc bay, ta chỉ biết quảng cáo thôi, còn tất cả phần việc kia thì kệ ông. Thì như vậy chúng ta sẽ không thể thực hiện được trong quá trình kinh doanh của mình đâu. Và nếu mà anh chị chúng ta muốn tìm một đơn vị kinh doanh tốt thì hãy inbox, tương tác, hẹn gặp và chúng ta sẽ trao đổi cùng với nhau. Ít nhất là việc đầu tiên tôi cũng có thể đánh giá phân tích để giúp cho anh chị có những cái kiến thức cũng như là có một cái nhìn rõ ràng về hoạt động kinh doanh của anh chị. Và nhỡ đâu là chúng ta hợp nhau lại có thể đi tiếp được. Tôi, Vương Mạnh Hoàng, chuyên gia Internet Marketing.